Mọi sự vật trên cõi đời này đều do nhân duyên phát khởi mà thành. Tất cả đều có liên quan tương hỗ lẫn nhau. Nhân sinh quả, quả lại tạo nhân. Lớp lớp trùng trùng, có khi dung hòa, có khi đối kháng, tương tác lẫn nhau mà sinh ra. Không có một sự vật nào có thể tự tồn tại riêng rẽ cả. Bất cứ một lực tác động nào cũng đều có phản lực tương ứng. Tuy nhiên, có khi phản lực xảy ra ngay, có khi nó tiềm ẩn và xảy ra vào lúc khác, có thể trong kiếp này, có thể trong kiếp sau. Cũng vậy, nếu tôi gây đau khổ cho người khác, thì tôi cũng nhận lại đau khổ mà người khác gây cho tôi. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bảng chỉ đường, hướng con người tìm về con đường thiện lương. Bất cứ một hành động nào cũng tạo ra một nhân quả, và đã có nhân thì ắt phải có quả. Đó là quy luật vũ trụ. Khi con người ta yêu thương chân thành, không đòi hỏi hay bám víu vào một điều gì, thì đó mới là tình thương yêu thật sự. Còn khi đã lệ thuộc vào điều kiện hay vì mục đích nào đó, thì đây chỉ là sự hấp dẫn nhất thời. Nếu không được đáp lại, họ ắt sẽ đau khổ. Những người thực sự thương yêu nhau thì dù có gặp cách trở hay nghịch cảnh, tình yêu đó vẫn không đổi thay. Tình thương yêu thực sự luôn lan tỏa năng lượng chữa lành diệu kỳ và không bao giờ gây ra khổ đau. Mọi sự vật trong vũ trụ đều có tính tương đối, nghĩa là đều vô thường, vô ngã và duyên sinh. Thời gian và không gian tuy có tên gọi khác nhau, nhưng cùng chung một bản thể hay vạn vật đồng nhất thể. Một là tất cả là một. Trải qua nhiều kiếp sống, nếm trải nhiều đau khổ, con người mới nhận thức được rằng lúc nào họ cũng bất mãn, buồn phiền, đau khổ. Có nhiều thì lại lo mất đi, không có thì lại muốn được nhiều. Càng thu nhập nhiều bao nhiêu, sự lo lắng, buồn phiền nảy sinh nhiều bấy nhiêu, cho đến lúc họ thấy mệt mỏi, chán chê, cay đắng và hiểu được rằng không bao giờ họ có thể thỏa mãn với của cải vật chất. Không có bất kỳ thần linh nào trong các pho tượng. Ai Cập cổ đại là vương quốc đầu tiên, đã dành ra nhiều thập kỷ để xây dựng rất nhiều lăng tẩm, tượng đài đồ sộ để ghi danh, ca ngợi công đức các triều đại pharaoh. Dù việc này đã làm tốn kém rất nhiều sức người sức của, trong khi cuộc sống người dân còn nghèo khó. Sau cùng, Ai Cập hưng thịnh đã hoàn toàn sụp đổ, nền văn hóa chính thống đã lụi tàn, mai một và bị đồng hóa. Thần linh chỉ hiện diện trong tâm trí của những người thành tâm. Trong các bài học thì tình thương yêu là bài học quan trọng nhất để tiến hóa và thanh lọc các yếu tố ô trược. Tình thương không phải chỉ dành riêng cho loài người mà bao trùm muôn loài trên thế gian. Tình thương xóa bỏ nỗi sợ hãi, vì nếu không có sự cảm thông và thương yêu, loài thú không thể chuyển kiếp thành người được. Chúng ta phải sống có ý nghĩa, có mục đích. Bài học mà chúng ta cần phải học là hiểu rõ luật nhân quả và chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình. Và một khi con người tự tâm có ý thức thay đổi làm việc tốt, phát tâm tích đức, tạo phúc có thể tác động giảm, tiêu trừ bớt nghiệp quả. Tất cả những gì hướng ra bên ngoài đều không mang lại kết quả lâu dài được, bởi vì hiểu biết thật sự phải đến từ bên trong. Khi thế giới bên ngoài biến động lớn đến mức không còn điểm tựa nào nữa, thì chính là đến lúc chúng ta buộc phải quay vào bên trong. Nếu chúng ta có thể cùng nhau chuyển hóa những tư tưởng thù hận, tham lam, ích kỷ bằng những tư tưởng cao thượng, tốt lành, chuyển hóa các hành động ác, giết chóc bằng tình yêu thương rộng lớn, thì tất cả mọi việc đều có thể thay đổi. Một khi mỗi cá nhân có thể sửa đổi nghiệp quả của mình bằng cách làm việc thiện lành, thì một tổ chức hay một quốc gia cũng có thể làm như vậy để chuyển nghiệp và có sự thay đổi tốt đẹp hơn. Không phải cứ mặc sức làm điều ác, hại người, lợi mình, rồi sau đó vì sợ trừng phạt của luật nhân quả nên vội vàng bỏ tiền bỏ của ra, làm những việc công đức nặng tính hình thức là có thể xóa đi nghiệp ác hay báo ứng được. Nếu không có sự xuất phát từ suy nghĩ, hành động thiện tâm thì không một ai trên đời có thể thay đổi được nghiệp quả. Nếu con người sống hòa thuận với thiên nhiên, không còn giết chóc, bỏ thói tham lam, tiêu trừ sự ích kỷ, thói kiêu căng, thì có thể tạo ra các năng lượng chuyển hóa lan tỏa mạnh mẽ. Các dịch bệnh tai ương hiện nay chính là những dấu hiệu cảnh cáo nhân loại rằng đã đến lúc phải thay đổi. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhận thức được đây là cộng nghiệp chung của nhân loại và chúng ta đều là nguyên nhân gây ra tình trạng này.
hãy bắt đầu bằng cách thay đổi chính mình. Bất cứ ai một khi đã gây nhân, ắt sẽ có quả. Nhưng khi nào nhân trổ quả thì còn tùy thuộc vào lực chiêu cảm, hành vi tiếp theo và công đức của mỗi người. Chính vì vậy, số phận con người không bao giờ cố định mà luôn luôn thay đổi, tùy theo tâm thức và sự thức tỉnh của người đó. Khi con người có thêm hiểu biết, có nhận thức mới và quyết tâm thay đổi từ tâm thức, thay đổi suy nghĩ, lời nói và hành động, thì khi đó con người mới có thể cải biến được số mệnh. Nếu chúng ta có thể cùng nhau chuyển hóa những tư tưởng thù hận, tham lam, ích kỷ bằng những tư tưởng cao thượng, tốt lành, chuyển hóa các hành động ác, giết chóc bằng tình yêu thương rộng lớn thì tất cả mọi việc đều có thể thay đổi. Một khi mỗi cá nhân có thể sửa đổi nghiệp quả của mình bằng cách làm việc thiện lành thì một tổ chức hay một quốc gia cũng có thể làm như vậy để chuyển nghiệp và có sự thay đổi tốt đẹp hơn. Từ chối làm một việc ác cũng chính là thực hiện một việc thiện lành. Khi con người nhận thức được cái gì là xấu thì cũng là lúc họ biết thế nào là đẹp. Khi tri thức nhận loại ngừng hướng đến những dục vọng ích kỷ, thấp hèn thì sẽ hướng đến những điều thiêng liêng, cao quý. Khi đó tri thức nhân loại sẽ xoay chiều, chuyển hướng vào bên trong, hòa hợp với tâm linh, đem lại sự toàn diện cho tâm thức. Khi tâm thức thay đổi, mọi sự sẽ thay đổi. Sự truy cứu đến cùng của luật nhân quả đối với những hành động bất lương của con người là tất yếu sẽ xảy ra. Có những người từng uy quyền, giàu sang nhưng giờ đã trắng tay, thậm chí có người còn rơi vào vòng lao lý. Ngẫm lại thì họ đều từng sử dụng thủ đoạn hại người, chiếm đoạt, lừa gạt nhằm mưu lợi cho mình. Luật nhân quả của vũ trụ luôn vận hành chính xác và nghiêm minh. Nghiệp quả không phải là số mệnh đã được định đoạt trước. Đó là những động lực theo thời gian sẽ xảy ra và chúng ta có thể tạo ra các động lực mới để sửa đổi chiều hướng của nó, khiến việc giữ có thể hóa lành. Giúp người, bố thí, làm việc thiện không nên là hành vi nhất thời để mong cứu vãn nghiệp họa nào đó cho bản thân. Đó phải là sự giác ngộ, thức tỉnh sâu sắc trong tâm hồn để chuyển hóa thành hành vi thiện nguyện từ tâm. Chúng ta làm điều tốt vì điều đó tốt đẹp chứ không phải vì danh hay mong muốn nhận lại được điều gì đó tốt cho bản thân. Từ đó, nghiệp và số mệnh mới có thể chuyển biến. Khi qua đời, con người rời bỏ xác thân vật chất và hiện hữu dưới hình thức khác gọi là thân trung ấm hay vong linh. Đây là trạng thái trung gian giữa cái chết và lần tái sinh tiếp theo. Thứ duy nhất thật sự hiện hữu là tàng thức, nó là căn bản của sự tồn tại, là nền móng của mọi tâm thức, mọi tư tưởng, lời nói, hành động trong một kiếp sống dù tốt hay xấu, đều tạo ra nhân hay trùng tử, được lưu trữ trong tàng thức không bao giờ mất đi. Chúng ta có thể không phải là những người hùng nhưng chúng ta vẫn có khả năng góp phần vào công cuộc cứu lấy thế giới này. Tất cả chúng ta đều phải bắt đầu chuyển đổi tâm thức, chia sẻ, lan tỏa nhận thức mới, yêu thương, hàn gắn và chữa lành. Trong giai đoạn này, chỉ khi hết lòng hành thiện như vậy, nhân loại mới có thể có một tương lai tươi sáng. Chúng ta không thể thay đổi ngay được cộng nghiệp của quốc gia, nhưng hoàn toàn có thể thay đổi biệt nghiệp của cá nhân, tùy theo sự thay đổi tâm thức và hành động hướng thiện của chúng ta trong lúc này. Con người giống như một cỗ máy vận hành năng lượng bằng tư tưởng, lời nói và hành động. Khi suy nghĩ, nói ra điều gì hay làm gì ta đều phát ra một luồng năng lượng vào không gian. Nó va chạm với các năng lượng khác, làm mất đi sự cân bằng vốn có. Do đó, vũ trụ tự động phản ứng ngược lại để tái lập lại sự cân bằng. Nói một cách khác, tư tưởng, lời nói hay hành động của ta cũng đều là những năng lượng đó là nhân gây mất cân bằng nên sẽ gặp phản lực ngược lại, đó chính là quả. Mỗi hành động của chúng ta đều tạo ra một năng lượng tương ứng. Khi chúng ta chọn những hành động mang lại niềm vui và thành công cho người khác, nhân quả sẽ mang lại thành công và hạnh phúc cho chúng ta. Nhân quả trong vũ trụ vô cùng phức tạp. May cũng như rủi, tốt cũng như xấu, đều nối kết với nhau, được cái này thì mất cái khác. Do đó, càng ham muốn nhiều thì người ta càng đau khổ nhiều. Trí thức hiện nay là hướng ngoại, là sự suy luận, phân tích, tính toán và phân biệt. Tuy nhiên, tâm thức con người không phải chỉ là tri thức mà còn có phần khác. Ta tạm gọi là tâm linh. Tâm linh là yếu tố sáng suốt, thanh khiết, mỹ lệ,
là phạm trù của tình thương yêu và sáng tạo vượt ra khỏi điều kiện giới hạn của thời gian và không gian. Người ta chỉ có thể nhận diện và phát triển được tâm linh khi tâm thức hướng ngoại được xoay chiều, quay vào bên trong. Tất cả mọi người trên đời đều ít nhiều có duyên nợ với nhau. Nghiệp quả của bất kỳ một ai dù nặng đến đâu vẫn có thể được giảm bớt nhờ sự hiểu biết, thức tỉnh và phát triển tình thương. Khi chúng ta bắt đầu hành thiện thì sẽ tạo ra những động lực mới, thay đổi nghiệp lực cũ, cải thiện số phận của chính mình. Từ đó sẽ lan tỏa những điều tốt đẹp đến nhiều người và có thể dần chuyển đổi cộng nghiệp chung. Tất cả sự gặp gỡ trong đời của chúng ta đều do nhân duyên được thu xếp từ trước qua luật nhân quả. Mỗi nhân duyên gặp gỡ ai đó đều chứa những bài học mà con người cần phải học, vì người ta gặp nhau là để học hỏi lẫn nhau. Có khi là bài học về hạnh phúc, có khi là bài học về sự đau khổ. Có khi gặp nhau để trả nợ, có khi gặp nhau để nối lại duyên xưa. Qua những bài học này, con người sẽ học những bài học cần thiết cho mình, biết đâu là điều cần làm để thay đổi, để chuyển hóa, để phát triển lên mức độ hiểu biết cao hơn. Trong giới kinh doanh, hầu như ai cũng từng nghe đến câu phù thịnh chứ không phù suy, câu nói thể hiện rõ rệt tinh thần trọng vật chất, đề cao lợi nhuận của ngành này. Nhưng với những hiểu biết về luật nhân quả, tôi đã nghiệm được riêng cho mình một câu khác: trời phù thiện lương, không phù tham ác. Kinh doanh thẳng thắn, trung thực dẫu có thể không giúp chúng ta đạt được nhiều lợi nhuận trước mắt, nhưng đó là con đường tươi sáng lâu dài. Con đường đó chỉ có thể được dẫn lối bằng sự trung thực và thiện lương, không thể có chỗ cho sự tham lam, ích kỷ và gian trá. Chúng ta đều là phần tử của một sự sống vĩ đại, hay còn gọi là chân ngã, thuộc về một năng lượng khởi thủy uyên nguyên, được sắp đặt khéo léo bởi những định luật trong vũ trụ. Trải qua muôn vàn kiếp sống, con người đã từng lầm đường lạc lối vì tự cho mình là thực thể riêng biệt, có tự ngã, độc lập khỏi những quy luật của vũ trụ. Khi không bị thế giới bên ngoài lôi kéo thì ta sẽ đạt được trạng thái định và trong tâm thức bất động, vô vi đó sẽ khởi lên một tình thương bao la vô bờ bến. Tình thương thật sự chỉ hiện diện ở cái tâm không còn tư dục. Đừng bao giờ tự mãn về những gì chúng ta đã biết, bể học mênh mông, còn vô số điều chúng ta chưa biết. Cái biết có thể che cái thấy. Do đó, ta cần tránh những thành kiến hẹp hòi mà nên biết quan sát mọi việc, mở rộng tầm nhìn, sẵn sàng trải nghiệm, học hỏi những điều mới mẻ. Dù là một người bình thường hay một nhân vật lừng danh, chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại đều mang theo mình đủ mầm thiện, ác đan xen. Và chính bản thân chúng ta sẽ là người quyết định hạt mầm nào được đâm chồi nảy lộc, đơm hoa, kết trái. Chính suy nghĩ và hành động của chúng ta chứ không phải của bất kỳ ai khác tạo nên số phận của chúng ta. Điều nhân loại đang cần là sự phát triển về phương diện tâm linh sâu sắc để hoàn thiện sự tiến bộ của tri thức. Nền tri thức duy vật hiện nay là hướng ngoại, là sự suy luận, phân tích, tính toán và phân biệt. Hướng đến tâm linh là hướng đến sự hiểu biết mang tính minh triết, thành khiết, là phạm trù của yêu thương và sáng tạo vượt ra khỏi điều kiện giới hạn vật lý của thời gian và không gian. Người ta chỉ có thể thức tỉnh và phát triển được tâm linh khi tâm thức hướng ngoại được xoay chiều quay vào bên trong. Đây là giải pháp quan trọng và rất cần thiết trong gian đoạn hiện nay. Trong cuộc đời mỗi con người, đôi khi chỉ cần chúng ta dám đặt câu hỏi và dám đi tìm tận cùng câu trả lời thì chúng ta sẽ bước vào một hành trình khám phá có thể làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và ý nghĩa cuộc sống. Vì cuộc sống chính là hành trình trải nghiệm, học hỏi không ngừng, bất tận. Mỗi một giờ khắc trôi qua, thế giới lại sản sinh ra hàng triệu điều mới mẻ. Những ai ngừng học hỏi, khám phá sẽ đi đến sự thiếu hiểu biết, bảo thủ, định kiến, lỗi thời. Kiến thức giúp chúng ta tranh luận và thuyết phục bằng những lý lẽ xác đáng nhưng sẽ không thực sự cảm hóa được người khác vì nó không thực sự thu phục được nhân tâm, không xâm nhập vào tâm hồn con người được. Chỉ có những gì đi từ trái tim mới đến được trái tim người khác. Kiến thức, học vấn khác hẳn với minh triết. Người học nhiều bằng cấp, có kiến thức nhiều không hẳn đã tài giỏi uyên bác thông thái hơn người. Người càng ỷ lại, cho rằng mình học nhiều thì càng bám chặt lấy các ý tưởng giới hạn của mình và thường tỏ ra thiếu khoan dung, đồng cảm với suy nghĩ của người khác. Người giỏi lý luận thường thích tranh luận, cãi vã, bất đồng ý kiến với người khác theo suy nghĩ hơn là biết lắng nghe, khám phá và cảm thông.
Các quy luật cơ bản của vũ trụ đều rõ ràng và dễ hiểu. Chỉ vì các giác quan của chúng ta bị giới hạn nên không thể thấu tỏ hết các quy luật đó. Tạo hóa luôn có khuôn thức. Mọi việc xảy ra trong vũ trụ chính là sự chuyển hóa của năng lượng qua nhiều hình thức, có khi rõ ràng và có khi khó nhận biết. Bất kỳ suy tưởng, lời nói hay hành động nào của chúng ta đều phát ra một luồng năng lượng vào không gian. Nó tác động vào năng lượng khác, làm mất sự cân bằng sẵn có. Do đó, vũ trụ phải phản ứng ngược lại để tái lập sự cân bằng. Mọi tư tưởng, lời nói hay hành động của ta đều tạo ra những kết quả ảnh hưởng đến chính ta và những người xung quanh. Những biến động chưa từng có gần đây đã xảy ra đồng loạt khắp mọi nơi, rất khó giải thích được nếu chỉ dựa vào khoa học. Không cần phải là nhà tiên tri cũng có thể thấy những tai ương đang ập đến hành tinh này mỗi lúc một dồn dập, nhanh hơn. Sóng thần, động đất, bão tuyết, khô hạn, lũ lụt, cháy rừng, đại dương nhiễm độc, băng tan ở hai đầu cực, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, những chia rẽ, bạo lực, xung đột, ngày càng hiện rõ khốc liệt hơn. Tương lai sắp tới có lẽ sẽ rất khác, thế giới sẽ không giống như ngày hôm qua. Để thực sự góp phần cứu vãn nhất thiết phải cảnh báo, thức tỉnh càng nhiều người càng tốt, chúng ta cần phải chuyển đổi tâm thức, chia sẻ yêu thương, giảm biệt nghiệp mỗi người. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và dành thời gian theo dõi nội dung video. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ này sẽ mang lại giá trị trong cuộc sống của quý vị và các bạn. Nếu quý vị thấy có ý nghĩa, hãy nhấn like và đăng ký kênh Khắc Kỷ 365 nhé. Chúng tôi luôn mong muốn được đồng hành cùng quý vị và các bạn trên hành trình tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc đích thực. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất, hay bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Nhà triết học Hy Lạp Đenon, sinh năm 346, mất năm 264 trước công nguyên, có một lời khuyên sâu sắc để chúng ta ghi lòng và suy nghĩ. Chúng ta có hai tai và một mồm để nghe nhiều hơn và nói ít hơn. Người ta thường nói, con người mất 3 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Bởi bao nhiêu rắc rối cũng ở miệng mà ra. Ăn không sạch thì bị ốm đau, nói những lời không đúng thì gây họa, gây nghiệp cho chính mình. Vì vậy mới có câu, bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Ý ở đây là bệnh tật của con người, phần nhiều là do ăn uống vào miệng. Và không ít người gặp họa bởi lỡ lời ăn tiếng nói từ miệng mà ra. Miệng, khoang miệng hay mồm là phần đầu tiên của hệ tiêu hóa, có chức năng nhận thức ăn và bắt đầu tiêu hóa bằng cách nghiền nát cơ học thức ăn thành kích thước nhỏ hơn và trộn với nước miếng. Ngoài chức năng là nơi bắt đầu tiếp nhận và tiêu hóa thức ăn, ở người, miệng còn đóng vai trò giao tiếp. Dù giọng nói được tạo ra ở cổ họng, lưỡi, môi và hàm cũng có vai trò tạo ra một phạm vi âm thanh nhất định, trong đó gồm có ngôn ngữ. Quả đúng như vậy, miệng là nơi xuất khẩu, nhưng cũng là nơi nhập khẩu. Nếu con người ăn uống không chừng mực cũng mang họa vào người, ăn không kiểm soát được thế nào là đủ, ra sức ăn cố, uống cố, dù đã no, đi tiệc tùng với tâm trạng hào hứng vui vẻ, khiến hầu hết mọi người mời nhau ăn uống no say, đến tận lúc dừng cuộc vui, cũng là nguy cơ rất đáng báo động. Nhiều khi cái miệng ăn no, uống đủ là nguy cơ gây hại, nhưng cũng có lúc ăn ít ăn vội cũng là điều hiểm nguy. Với cuộc sống bận rộn như hiện nay, nhiều người cho đồ ăn vào miệng, nhét vào dạ dày một bữa chưa đầy 10 phút, cũng là điều nhiều người phải suy nghĩ. Bởi những đồ ăn không đảm bảo chất dinh dưỡng, con người cần dùng cái đầu để suy nghĩ và cái miệng phải là nơi biết lựa chọn, biết nên chọn cái gì để ăn và lựa cái gì để tránh. Bởi cái miệng là nơi đón nhận những điều xấu hoặc tốt, nó sẽ gây bệnh tật cho cái thân nặng nề.
thân nặng tâm trạng cơ bản nói về cái miệng. Ăn vào không đúng gây thân bệnh cũng là cái khẩu ăn vào không đúng gây thân bệnh, cũng là cái khẩu ăn không đúng làm mình bệnh tật. Chính vì vậy, mỗi chúng ta nên tìm hiểu và lắng nghe cơ thể mình mỗi ngày. Đừng dễ dãi trong lối sống, lười nhác trong vận động, sai lầm trong ăn uống. Cũng đừng đổ lỗi cho số phận, bởi tất cả đều từ miệng mà ra. Bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Bệnh tật của con người do ăn uống vào miệng, và gặp họa bởi lời ăn tiếng nói từ miệng ra. Người xưa có câu: thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng dọc. Lời nói thị phi vốn mang theo năng lượng không tốt, có thể thực sự giết người không dao. Miệng nói ra quá nhiều lời thị phi, tâm hồn sẽ dần dần bị vẩn đục. Ai cũng có một con đường để đi, một cuộc đời để sống. Tốt hay xấu, họa hay phúc đều do mỗi người tự chọn, tự đối diện và tự gánh chịu. Hà cớ chi phải bàn tán việc của người khác, lời ra tiếng vào. Thử nghĩ mà xem, nếu bạn luôn dành thời gian để quan tâm, xăm soi cuộc sống của người khác, thì cuối cùng chúng ta nhận được gì? Điều chúng ta nhận được chính là sự bỏ bê cuộc đời của chính mình. Liệu đó có phải cách sống và hành xử của một người thông minh? Đã là người thông minh, hiểu đời thì nên biết việc nào nên làm, lời nào nên nói, dùng nhân để đối nhân, bao dung độ lượng. Coi như thế mới gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, tích được phúc đức cho mình và con cháu đời sau. Cuộc sống vốn dĩ là chuỗi ngày đầy bất ngờ. Có đôi lúc chúng ta gặp phải những bất công, hoặc những việc xảy ra không như ý muốn. Nhưng lúc đó thay vì phàn nàn, thất vọng và buông lời oán than, hãy học cách im lặng, tự cân bằng cảm xúc của mình, học cách chấp nhận và thích nghi. Trước bão giông bình tâm đối mặt, sống tâm an trước sóng gió cuộc đời. Có thể bạn không biết, lời nói oán hận mang theo những năng lượng rất xấu. Nó xuất phát từ tâm oán trách, đố kỵ của con người. Oán hận che mờ lý trí, hành động thiếu sáng suốt, thậm chí có thể đưa ra những quyết định sai lầm, gây hậu quả lớn. Thực tế, khổ ải ai mà chưa từng trải qua, khó khăn ai mà không gặp phải. Cổ nhân nói rằng, miệng có thể nhả ra hoa hồng, cũng có thể nhả ra loài cây gai góc xấu xí. Và để miệng nhả ra hoa hồng, con người có khi phải tu cả đời. Tu khẩu đức thực ra là tu tính khí của bản thân. Khẩu đức có tốt, vận thế mới hanh thông. Vận thế hanh thông mới không phải đi đường vòng. Thành tựu nhờ đó mà có được một cách dễ dàng thuận lợi. Trong khi đó, mọi lời nói thiếu sự suy nghĩ, tứ mã khó đuổi, gây tổn thương cho người, cho mình. Vận thế ắt sẽ ngày càng xấu. Những lời không hay tốt nhất đừng nên nói ra. Đó chính là sự tu dưỡng mà chúng ta cần phải có. Trong cuốn Mạc Tử có chép rằng, học trò của Mạc Tử từng hỏi ông: nói nhiều có lợi không? Mạc Tử trả lời: ếch nhái kêu suốt ngày đêm, kêu nhiều đến mức mỏi miệng, nhưng nào có ai nghe chúng kêu. Sáng sớm nay nhìn thấy một con gà trống, mặt trời vừa ló dạng, nó liền cất tiếng gáy. Cả thiên hạ chấn động, người người lục đục trở dậy. Vậy kêu nhiều nói nhiều có gì tốt đẹp? Chỉ vào những lúc hợp lý nhất ta cất tiếng nói, như vậy lời nói mới có tác dụng mà thôi. Đúng vậy, trong cuộc sống thực không nên nói nhiều, mà nên nói ít làm nhiều tốt hơn. Những người biết nói chuyện, những người thông minh sẽ chỉ nói những lời thích hợp trong những lúc thích hợp. Lời nói một khi được nói ra, tuyệt đối không nên khinh suất, thiếu thận trọng. Nếu nói ra mà phải đính chính, sửa lại, thà rằng không nói còn hơn. Những người nói năng khinh suất luôn phải đối mặt với sự chỉ trích và xấu hổ. Không nên dễ dãi hứa hẹn với người khác, bởi một khi không làm được, bạn sẽ trở thành người thất tín, bội tín. Làm người nên nhận thức và phân biệt được khinh trọng trong từng tình huống hoàn cảnh. Một khi đã nói ra những lời cuồng ngôn, thiếu suy nghĩ,
bạn ắt sẽ phải hối hận về sau. Thứ mà con người có thể thể hiện trước mặt người khác nhiều nhất chính là ngôn từ và hành động, đặc biệt là ngôn từ. Thế nên khi nói năng, cuồng ngôn là điều tối kỵ. Cuồng ngôn sẽ gây ra sự khó chịu cho đối phương, gây ra sự thù hận và dễ rước họa vào người. Nói năng cần phải hàm xúc và phải để lại một đường lui cho đối phương. Những người sống biết người, biết ta sẽ không bao giờ nói lời tận ngôn. Thay vào đó, họ sẽ để lại cho người khác vài lối thoát, lưu lại chút khẩu đức cho bản thân. Ngay cả khi trách người cũng không nên khắt khe đến mức không để cho họ một đường lui, dành cho họ một lối thoát. Lòng bao dung của mình sẽ được mở rộng. Thưa quý vị, có câu chuyện như thế này. Thời Đức Phật còn tại thế, trong thành Xá Vệ có một trưởng giả rất giàu có, tên là Bộ Chi Ca. Người này cha mẹ mất sớm nên không được giáo dục tử tế, tính tình lì lợm cứng đầu, rất dễ nổi nóng. Mỗi lần nổi cơn sân hận, Bộ Chi Ca thường thốt ra những lời lẽ khó nghe, nên càng ngày càng bị người thân, thuộc hạ xa lánh. Đến khi lâm bệnh nặng, không có lấy một người đến hỏi thăm. Bộ Chi Ca nằm liệt giường bởi không ai biết, cũng chẳng ai giúp gọi đại phu tới khám bệnh cho ông. Đến lúc này Bộ Chi Ca mới tỉnh ngộ, nhận ra khẩu nghiệp mình đã gây ra trong suốt cuộc đời, khiến giờ đây ông phải ngậm quả đắng. Khi thân lâm bệnh tật mà cô đơn không một người thương mình ở bên. Quý vị thân mến, chúng ta cũng vẫn thường gặp rất nhiều những Bộ Chi Ca như thế trong cuộc sống. Không chỉ ở thời đại của Đức Phật, mà cho tới tận bây giờ, những người có tính tình thô bạo hay chỉ trích và nổi nóng với người khác đôi khi lại được gọi là những người thẳng tính, mộc trực. Tuy nhiên, ranh giới giữa việc ưa nói thẳng nói thật hay nói lời thô bạo lại rất mong manh. Nếu không tỉnh giác, có thể khiến bạn sa vào ác khẩu lúc nào không hay. Cổ ngữ nói, đao sang dị một, ác ngữ nan tiêu. Làm người cần nhớ, bệnh tòng khẩu nhập, họa tòng khẩu xuất. Bệnh tật ốm đau cũng là do miệng mà vào, rước họa vào thân cũng tự miệng mà ra. Người xưa nói chẳng sai chút nào, nếu không tránh thì sớm muộn cũng phải hối hận. Vậy nên hãy ghi nhớ, miệng ít nói tự nhiên ít họa, bụng dạ ít ăn tự nhiên ít bệnh, trong lòng ít muốn tự nhiên ít lo, thân mình ít sự tự nhiên ít khổ. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên. Sống an nhiên.